Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện về vấn đề diệt vọng. Chúng ta có những khối liên phòng Đông Nam Á, sau này Cộng sản nó đổi và Tàu Cộng nó đổi thành khối ASEAN, là những các quốc gia trong vùng Á Châu. Nó không dám dùng cái chữ liên minh phòng Đông Nam Á ngày trước, vì nó là Cộng sản, cho nên là nó tránh. Thì dù là sao đi nữa thì cái khối liên phòng Đông Nam Á vẫn còn. Và trong đó đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa vẫn là một thành viên tuyệt vời, vẫn có những cái đại diện của dân tộc Việt Nam. Và đã khối Liên phòng Đông Nam Á họp hàng năm để nhắc nhở cho thế giới rằng Cộng sản làm cái gì cần phải tiêu diệt, như là Tổng thống Donald Trump đã nói ở Liên Hiệp Quốc vào cái kỳ họp lần thứ 73 của Đại hội đồng vào tháng 9 năm 2018 vừa qua. Bây giờ lại sắp sửa tới ngày đại hội của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 74. Bởi vì Tổng thống Donald Trump đã giúp cho Tập Cận Bình một câu nói rằng tôi sẵn sàng để gặp anh để bàn vấn đề Hồng Kông, để giải quyết cho đôi bên đều cùng có lợi. Một cái danh từ Cộng sản hay dùng. Thật ra là đôi bên không có cùng có lợi, mà chỉ có phía Cộng sản nó có lợi. Nó mạnh là nó đánh, nó có lợi, nó thắng. Mà nó thua thì nó bàn, tức là nó đàm. Nếu không đánh là đàm, chỉ có hai con đường đó, đều phải có lợi cho Cộng sản. Thế thì Tổng thống Donald Trump đưa một cành olive về hòa bình cho Tập Cận Bình để giải quyết Hồng Kông. Mà đến giờ này Tập Cận Bình vẫn chưa dám lên tiếng. Mà lại đưa hàng trăm xe tăng thiết giáp đang lậu ở biên giới bên kia thẩm quyến qua cái cầu đến Hồng Kông. Bây giờ cũng không dám tiến qua cầu Hồng Kông, là vì Donald Trump đã đưa ra một cái cày trước con trâu. Con trâu làm sao mà cày? Rồi lại các vị linh mục tu sĩ của Hồng Kông lại xuống đường. Cho nên tiến thối lưỡng nan là như thế. Rồi ngày hôm qua ở cuộc họp của quốc tế của khối Châu Mỹ Latin, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu bây giờ là cựu phó tổng thống Joe Biden. Ông ta tuyên bố trong bài diễn văn là nếu tôi được trúng cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 tới đây, tôi sẽ mở cửa thênh thang đón mọi người trên thế giới vào nước Mỹ. Đây là đúng đường lối của Tổng cộng, đúng đường lối của Obama. Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ là một melted pot country, là một quốc gia tạp chủng, có nhiều sắc dân trên thế giới đến làm ăn và tạo nên nước Mỹ. Bởi vậy cho nên Hoa Kỳ đã có 330 triệu dân. Chúng tôi sẵn sàng nhận thêm vài triệu không nghĩa lý gì. Mỗi một năm chúng tôi sẽ giúp đỡ đến 2 triệu người di dân đến Mỹ vô điều kiện. Quý vị nghe sướng tai không? Thế đấy, đấy là Đảng Dân Chủ đấy. Nếu mà bây giờ Đảng Dân Chủ làm Tổng thống 2020 thì nước Mỹ là không cần visa, không cần gì cả. Mở cửa ra, ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Nhưng mà cái nhà của Joe Biden, cái nhà của Obama, cái nhà của Clinton thì có đến 2-3 lớp hàng rào, lại còn thêm camera, rồi lại thêm Secret Services Asian, tức là gọi là dân mật vụ, theo dõi và canh gác. Nhưng mà đối với nước Mỹ thì Đảng Dân Chủ họ không cần. Cho nên đây là một cái giọng điệu phá đám. Có bao giờ một quốc gia mà lại không có biên giới bao giờ? Tổng thống Donald Trump chủ trương cho người nhập cư vào Mỹ với điều kiện, thứ nhất, không phải là tội phạm của cái tội MS-13, giết người không gớm tay, hiếp dâm, cướp của, thuốc phiện, đầu độc tuổi trẻ. Nếu mà làm theo kiểu Joe Biden là Dân Chủ thì nước Mỹ trong vòng 6 tháng tan nước Mỹ. Thứ hai, Tổng thống Donald Trump với một cái cải tổ với cái luật di trú cho phép những người di dân đến Mỹ phải có khả năng về trí thức, phải có học hành, phải có nghề ngỗng,
không phải đến đây lăng quăng và ăn bám xã hội. Đó là một cái chuyện không chấp nhận. Bởi vì nước Mỹ có được ngày hôm nay tức là cũng là do vấn đề xương máu của tiền nhân đổ ra suốt 240 mấy năm bây giờ. Bây giờ không có cái lý do gì mà cho những cái tụi tội phạm rồi lại phải nuôi bao cô. Cho nên Tổng thống Donald Trump là một con người thực tế, ái quốc và thương người. Còn Joe Biden hay là Đảng Dân Chủ là một cái bọn phá đám. Tức là nó muốn xé nát nước Mỹ ra. Mọi người đều biết. Bây giờ thí dụ cho tự do vào, Hồi giáo vào, Cộng sản vào, băng đảng vào. Ba cái thành phần đó nước Mỹ không còn là nước Mỹ. Đến giây phút chúng ta cũng không cần ngồi đây để mà được nói chuyện. Tự do mất. Cộng sản nó tràn vào đây là nó sẽ chiếm. Bởi vì bây giờ Tàu Cộng nó bỏ hàng ngàn tỷ vào nước Mỹ, nó mua đất, đất đai, mua nhà, mua cửa. Rồi nó sẽ dùng tiền thao túng để mà cho đảng mafia. Rồi Hồi giáo vào đây là đưa ra những cái sự kiện về vấn đề luật của Hồi giáo. Chém giết những người nào không tin Hồi giáo. Khi đó chúng ta không còn tự do về tín ngưỡng. Băng đảng của Latino vào đây nó sẽ hiếp dâm tập thể giống như tụi Hồi giáo. Thì nước Mỹ đâu có còn là tự do. Chúng ta không còn ngồi đây mà yên mà nói chuyện. Con cái quý vị không còn được đi học tự do. Vì trong trường nó sẽ bắt theo đạo Hồi giáo. Những người không có theo đạo Hồi giáo nó giết. Cho nên đấy là một câu chuyện. Chúng ta không tuyên truyền. Chúng ta chỉ nói là sự thật. Mà Joe Biden bây giờ chỉ muốn lấy phiếu. Vì anh ta biết khả năng anh ta không có. Quý vị hết tất cả 25 người, 24 người đảng Dân Chủ ra tranh cử trong suốt từ tháng 3 đến bây giờ. Không có một tên nào đưa ra được một chính sách dân sinh khả dĩ bảo đảm cho người Hoa Kỳ có một đời sống ổn định như hôm nay. Suốt thời gian Obama 8 năm cũng không đưa ra được một chính sách gì để mà đem lại kinh tế tốt đẹp và đời sống an sinh xã hội tuyệt vời như hôm nay. Nhưng 3 năm làm tổng thống của ông Donald Trump, chúng ta không cần biết đời tư của ông ta làm gì. Mặc dù cho đến giờ này Đảng Dân Chủ cố gắng vạch lá tìm sâu để tiêu diệt Donald Trump, vẫn chưa được. Tất cả những cái tên Dân Chủ nó chưa đưa ra được một cái chính sách nào ái quốc. Quốc hội do Đảng Dân Chủ nắm từ mùng 3 tháng Giêng năm 2019 đến bây giờ. Quý vị, chúng tôi muốn hỏi câu làm được gì cho quê hương? Ngoài vấn đề liên tục đánh phá Tổng thống Donald Trump, đánh phá tất cả những cái chương trình của Tổng thống Donald Trump muốn đem lại cơm no ấm cho dân Mỹ. Pelosi, Schumer, rồi thêm bốn cái con tạo ra bốn cái con quỷ lộn. Chúng ta gọi nó là những cái con quỷ lộn. Nó chả đưa ra được cái tư tưởng gì làm ăn. Cái con Tila, con bé bán ba. Công ty Amazon tính bỏ vào 6 tỷ đô la đầu tư vào New York để mở ra một cái bộ tổng hành dinh về vấn đề phân phối hàng hóa. Xây những cái nhà kho 2-3 triệu square feet dùng 6.000 nhân công giúp cho dân da đen, da vàng ở New York có việc làm. Mà cái con bé co tiệt này nó theo đường lối xã hội chủ nghĩa, nó phá đám. Cuối cùng Amazon người ta bực mình, người ta dọn qua bên Virginia, người ta bỏ thêm 10 tỷ đô la vào đó. Vẫn có việc làm cho mọi người, mà vẫn có vấn đề phát triển Amazon. Cuối cùng thiệt thòi dân New York, thiệt thòi dân da đen, thiệt thòi dân Latino, thiệt thòi cho tất cả những cái dân mà cần việc làm ở New York. Đấy quý vị, thấy nó phá đám rõ ràng. Thế mà bây giờ Đảng Dân Chủ không lo làm ăn, lại còn đứng lên tuyên bố bừa bãi, nhất là cái tên gọi là Joe Biden. Tên là một tên ăn hại đái nát. Chỉ nói có một câu, nếu tôi làm tổng thống tôi sẽ cho vào tự do. Đó là một cách lãnh đạo.
gia đình của quý vị đang ở, có một thằng quỷ lộn Hồi giáo nó vào trong đó rồi nó bắt mọi người phải quỳ xuống dưới nó để nó cầu nguyện với đấng chí tôn của nó, Allah. Quý vị chịu có nổi không? Đấy như biện pháp đến Đức bây giờ đó. Cứ một ngày là ba lần, sáng, trưa, chiều. Đang vui vẻ như vậy là cái tụi Ả Rập nó ra đường đó, trải khăn, nó quỳ, nó cầu nguyện Allah lúc đó. Mà người Pháp không dám làm gì hết, là vì cho nó vào quá đông, bây giờ nó lên đến 5-6 triệu người của nước Pháp. Cho nên đấy là một cái sự phá hoại của Đảng Dân Chủ nói chung và của tên Joe Biden nói riêng về vấn đề an ninh và an toàn của nước Mỹ. Rồi một bản tin tiếp theo, đó là bản tin có hai tên của Đảng Dân Chủ ra tranh cử bây giờ tuyên bố rút lui vì không ai theo. Từ từ rồi quý vị thấy tất cả những cái người mà theo Dân Chủ ra tranh cử là phải rút lui hết. Là vì thực tâm mà nói thì họ có hai điều họ thấy vô duyên. Thứ nhất, họ không đưa ra được những cái điều tốt đẹp cho quê hương Hoa Kỳ. Không cần Dân Chủ hay là Cộng Hòa. Quý vị là đảng viên của Đảng Dân Chủ, bây giờ quý vị nhìn theo cái đường lối của họ, không đưa ra những chính sách tốt đẹp, ngoại trừ đưa khủng bố vào, ngoại trừ đưa Hồi giáo vào, ngoại trừ đưa Cộng sản vào. Mà Cộng sản đây là Cộng sản Tập Cẩm Bình. Nó đang có tiền, nó vô để nó mua đất, mua đai và nó phá. Tương lai quý vị đi về đâu? Vợ con quý vị ra ngoài đường, con gái sẽ bị tụ Hồi giáo nó bắt lấy hiếp dâm tập thể. Và nó còn chửi rằng vợ con quý vị là những con lý. Tại sao không ở trong nhà mà đi ra ngoài đường? Đấy, nó đang hiếp dâm đàn bà con gái ở Âu Châu và nó chửi người ta như thế. Mà Đảng Dân Chủ bây giờ lại chấp nhận được. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút để gọi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.